Thưa quý vị và các bạn, cách đây 67 năm, vào ngày 9 tháng 1 năm 1950, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập, trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt và mở lại trường học. Với sự kiện lịch sử đó, Đại hội Toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 hàng năm là ngày truyền thống học sinh, sinh viên. Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của các thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay. Đến thăm trường Trung học phổ thông Đức Trọng, thị trấn Liên Nghĩa, một điểm sáng trong phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của huyện Đức Trọng. Đi dưới hàng cây xanh rợp bóng mát, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi sau 5 năm thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hướng đến kỷ niệm ngày học sinh sinh viên Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau đây. Đến trường Trung học phổ thông Đức Trọng giờ ra chơi, chúng tôi bắt gặp hình ảnh từng lớp học sinh hồi đọc sách báo tại từng lớp. Có từ 4 đến 5 học sinh một nhóm. Các em vừa đọc vừa trao đổi kiến thức với nhau rất vui vẻ, thoải mái. Cứ mỗi lớp lại có một góc thư viện nhỏ, nhưng đầy đủ các loại sách từ giải trí cho đến nghiên cứu khoa học. Nét đẹp truyền thống ấy đã được thầy và trò nhà trường duy trì và phát huy từ nhiều năm nay. Sau những giờ học căng thẳng hoặc là không có thời gian để bọn em có thể tiếp cận những kiến thức trong sách, thì nhờ có mô hình này mà bọn em đã có thể tận dụng những thời gian rảnh như là chống tiết hay là ra chơi lúc 20 phút để có thể tìm hiểu nhiều hơn, đọc nhiều hơn, nâng cao kỹ năng của mình. Nghiên cứu khoa học có phải là điều xa vời với trình độ của một học sinh trung học phổ thông? Hoàn toàn không, bởi nhiều em học sinh đã có những sáng chế đáng chú ý khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Và tại ngôi trường Đức Trọng này, với một mô hình tưởng chừng rất khô khan, nhưng câu lạc bộ khoa học là một trong những mô hình hoạt động ngoại khóa được các em học sinh hưởng ứng và hứng thú tham gia nhất. Với lòng say mê nghiên cứu khoa học, số lượng đề tài nghiên cứu của học sinh tăng dần qua từng năm, cả về số lượng và chất lượng. Nhiều em đã được tuyển chọn đi dự các cuộc thi khoa học các quốc gia và quốc tế. Trường rất là quan tâm đến câu lạc bộ, quan tâm đến sự sáng tạo của tất cả các bạn học sinh. Em thấy khi tham gia câu lạc bộ này càng ngày càng sáng tạo hơn. Em tự tin trong giao tiếp trước các thầy cô, trước nhà trường khi giới thiệu về sản phẩm của mình. Ngoài các mô hình bổ trợ cho việc học tập, trao dồi kiến thức, các mô hình thanh niên xung kích cũng được các em tự nguyện tham gia tích cực, là một trong những trường đầu tiên thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đến nay, khu vực trước cổng trường Trung học phổ thông Đức Trọng đã không còn cảnh học sinh chen lấn, dàn hàng ngang, chờ nhau, phụ huynh đổ xe tùy tiện khi đón con em làm mất trật tự giao thông. Đoàn trường đã thành lập đội thanh niên xung kích, phân công luân phiên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường, dưới sự giám sát, hướng dẫn của các thành viên tổ giám thị đoàn trường. Trước đây là việc ra về của em rất là lộn xộn và khó khăn. Từ khi có mô hình này thì việc ra về của mình rất nhanh chóng và tiện lợi hơn. Kết quả đã góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục chung trong nhà trường. Trong những năm qua, trường Trung học phổ thông Đức Trọng không có học sinh bị kỷ luật. Xóa được hành kiến yếu, học lực kém. Tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện đến đầu huyện Đức Trọng. Mọi vấn đề không dừng lại ở kết quả và chỉ tiêu, mà điều lớn lao hơn là làm sao để các em học sinh hiểu được rằng học là để làm người có ích. Mỗi ngày qua đi, các em phải nhìn được những điều tốt, ý nghĩa, biết yêu giá trị cuộc sống. Về phía đoàn trường thì được sự chỉ đạo của chi bộ nhà trường, thì phối hợp với các cái bộ phận trong nhà trường tổ chức nhiều cái hoạt động ngoại khóa, nhiều cái mô hình cho các em học sinh, thu hút các em học sinh. Trong những cái năm qua thì các em học sinh thì ở trường Đức Học Trọng thì cũng có ý thức cao, cho nên là khi mà tổ chức các hoạt động thì các em rất là ủng hộ, các em tham gia rất là nhiệt tình và cái kết quả mà các em tham gia thì rất là tốt. Trong năm học qua cũng giống như nhiều năm học trước thì công tác đoàn hội trong nhà trường có thể là góp phần rất lớn cho việc giáo dục toàn diện của học sinh. Trong đó đoàn trường đã tổ chức nhiều cái hoạt động và nhiều cái sân chơi rất lành mạnh, bổ ích
thiết thực cho đoàn viên thanh niên. Qua mỗi hoạt động thì bản thân tôi thấy là đoàn viên thanh niên học sinh rất tinh thú và cũng chính nó có tác động lại cho vấn đề học tập. Mô hình câu lạc bộ là một phần quan trọng trong chương trình phát triển đổi mới giáo dục trên diện rộng của các nhà trường. Từ thực tiễn cho thấy, mỗi câu lạc bộ đều có chức năng và nội dung hoạt động riêng, nhưng có chung một mục tiêu là môi trường giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng cơ bản, phát huy tính sáng tạo, tăng cường giao lưu, hợp tác, tự khẳng định mình, rèn luyện tri thức, kỹ năng sống. Điều đó đã giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống, tự tin trước đám đông. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng trong xu thế toàn cầu hóa. Đây là những cây đại thụ có tuổi cây từ 205 tuổi đến 610 năm tuổi. Vì nằm trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, nên phần lớn các cây di sản đều có môi trường sống trên núi đá vôi, khô cạn, chịu ảnh hưởng mạnh của gió biển, nhưng đều xanh tốt.